nhiều bạn á kêu mình làm cái trend này với lại bánh phồng sữa Việt Nam, thì đây là một nguyên liệu dễ kiếm hơn, gần gũi hơn với tụi mình, cho nên là mình sẽ làm thử nha. Đầu tiên mình nghĩ món này sẽ thành công, tại vì bánh phồng sữa nó cũng mỏng nè, rồi nó cũng dẻo, khá là tương tự với lại cái món kẹo trái cây hôm qua mình làm. Mà cái bịch này rẻ lắm, to đùng 400g mà có 30 mấy ngàn à. Bịch bánh phồng sữa này mà ăn với 8 hộp kem còn chưa hết nữa. Giờ mình làm y chang như là hôm qua, mình sẽ gói kem vào trong cái miếng bánh. Thì đúng thật là điều kỳ diệu đã xảy ra nha mọi người. Miếng bánh phồng sữa vừa chạm với kem á là nó cứng lại liền. Nhưng mà nó chỉ cứng thôi chứ nó không có giòn. Nên là bỏ qua cái miếng này nha, mình sẽ làm lại. Lần này thì mình sẽ cắt nhỏ bánh phồng ra và gói nhiều kem hơn, xong rồi mình sẽ cho nó vào dĩa rồi cất vào tủ đông. Vừa gói mình vừa suy nghĩ, không hiểu sao người ta gọi cái này là bánh phồng ha. Mình nhớ mang máng hồi nhỏ là đem bánh phồng sữa đi nướng á, nó sẽ hơi phồng và giòn, mà lâu quá rồi không ăn nên mình cũng không còn nhớ rõ nữa. Mình sẽ cất nguyên dĩa này vào tủ đông đến tầm hơn 1 tiếng đồng hồ, và đây là giây phút kết quả được hé lộ. Khi quay á thì mình không có cắm micro chuyên nghiệp cho nên là các bạn chịu khó nghe cái tiếng nó hơi ồn xíu nha. Cái này nha.